Chào mừng các bạn đến với đồ chơi di động .com. Trong clip ngày hôm nay thì sắp giới thiệu đến các bạn một chiếc ốp lưng dành cho chiếc điện thoại HTC E9 hay E9 Plus. Đây là một chiếc ốp lưng đến từ nhà sản xuất rất là nổi tiếng, đó chính là nhà sản xuất phụ kiện Nukin. Và đây là cũng là một cái sản phẩm rất là quen thuộc của chúng ta, đó là chiếc ốp lưng cứng Vân Sơn, một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của Nukin, có mặt trên hầu hết tất cả các dòng điện thoại phổ biến hiện nay. Và các bạn lưu ý là bên trong cái hộp này, hộp đựng chiếc ốp lưng cứng Vân Sơn của Nukin, thì lúc nào người ta cũng Nukin cũng kèm theo cho chúng ta một cái miếng dán màn hình đúng cho chiếc điện thoại của chúng ta, chúng ta không cần phải cắt tỉa gì nữa cả. Đây là miếng dán 3 lớp và chúng ta có thể dễ dàng dán cho cái màn hình của chúng ta, chống lại những cái vết chảy xước thông thường. Nếu các bạn mua cái sản phẩm này tại shop thì chúng ta sẽ được dán trực tiếp tại cửa hàng luôn, rất là nhanh chóng. Còn đây là chiếc ốp lưng của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một chiếc ốp lưng cứng Vân Sơn có thiết kế khá là quen thuộc của Nukin, và thực sự không có điều gì để nói nó nữa. Nếu các bạn thường xuyên truy cập website đồ chơi di động.com thì các bạn đã thấy mình giới thiệu rất là nhiều về cái sản phẩm cứng ốp cứng Vân Sơn của Nukin rồi. Tuy nhiên thì nếu các bạn lần đầu truy cập vào video clip này thì các bạn có thể xem mình giới thiệu một chút xíu về chiếc ốp lưng này. Đây là một chiếc lưng được làm bằng nhựa polycarbonate, và tất nhiên thì nó sẽ có độ bền rất là tốt. Và nếu chúng ta sử dụng với nhu cầu thông thường thì thường khả năng của nó là đến 1 năm thì nó bắt đầu nó có những cái sự thay đổi theo thời gian. Còn trước đó thì chúng ta dùng rất là bền. Đây là bề mặt sau rất là nổi tiếng, một cái bề mặt được làm từ vân sừng như thế này, những cái hạt li ti nhỏ, và nó giúp chúng ta bám tay hơn, cũng như là tạo cái cảm giác thật tay hơn giống như nhìn cầm. Và điều đó nó hạn chế xảy ra việc rơi rớt máy trong quá trình chúng ta sử dụng. Và tất nhiên là dành cho chiếc E9 của chúng ta thì các bạn thấy là những cái vị trí như camera hoặc là micro nó được chưa chính xác, và cái đường cắt của nó rất là tinh tế và ngọt ngào, nó không có đường bén nào ở vị trí này cả. Và tương tự bên này thì chúng ta có cái phần chừa ra cho nút nguồn cũng như là nút tâm giảm âm lượng. Phần trống này chúng ta rất là dễ bấm. Ở đây là cái đường lõm xuống dành cho cái cổng sạc của chúng ta, nó không ảnh hưởng đến cái chức năng của máy. Đây là chiếc ốp lưng, thứ nhất là nó sẽ bảo vệ cho chiếc máy chúng ta tốt hơn, thì nó sẽ bảo vệ chúng ta hai cạnh, hai bên và cả mặt lưng nữa, và nó sẽ giúp chúng ta thuận tiện cũng như thoải mái hơn trong quá trình chúng ta sử dụng máy, mà chúng ta không phải đau đầu lo chiếc máy chúng ta nó sẽ bị trặn, bị trầy hoặc là bị xước ở những cái chỗ nào mà trong quá trình chúng ta sử dụng không cẩn thận. Và ngoài cái màu vàng gold này ra thì đồ chơi di động.com còn có một màu nữa, đó chính là màu đen. Màu đen nó tương đối khá dễ dùng và nó phù hợp với những bạn nam. Các bạn thân mến, để mua cái sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website đồ chơi di động.com và chúng ta đặt hàng trực tuyến trên đó, hoặc chúng ta cũng có thể đến trực tiếp tại cửa hàng để chúng ta chọn mua cái sản phẩm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo của đồ chơi di động.com.